Thưa quý vị và các bạn, huyện Hồng Ngự là một huyện biên giới thuộc tỉnh Đồng Tháp. Huyện Hồng Ngự cùng với thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là hai nơi thuộc điểm đầu nguồn của sông Tiền khi chảy vào Việt Nam. Hồng Ngự được biết đến là nơi đầu nguồn đánh bắt sản vật nhiều nhất vào mùa nước nổi. Nơi đây còn được mệnh danh là thủ phủ về nghề nuôi thủy sản cá tra bè. Ngoài những đặc trưng ấy thì các khu chợ tại thị xã Hồng Ngự cũng khá là nhộn nhịp. Chợ Hồng Ngự được mệnh danh là khu chợ lớn nhất vùng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Hôm nay kênh Chợ Quê xin mời quý vị và các bạn theo dõi và tham quan một vòng chợ Hồng Ngự nhé. Thưa quý vị và các bạn, từ quốc lộ 30 đi vào thì chúng ta sẽ đến nhà lồng chợ Hồng Ngự đầu tiên. Đây là khu chợ mới của trung tâm Hồng Ngự. Theo Hoài Linh được biết thì thị xã Hồng Ngự gồm có tất cả 5 khu chợ. Chợ thứ nhất là chợ Hồng Ngự cũ, được xây dựng vào năm 1962, nằm cặp theo bờ sông Tiền. Chợ vẫn còn hoạt động nha quý vị, nhưng không nhộn nhịp như các chợ khác. Tiếp đến là chợ Hồng Ngự mới, đây là khu chợ trung tâm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự. Thì nơi đây chỉ bán là các mặt hàng như quần áo may sẵn, vải dốc và mỹ phẩm. Từ chợ mới Hồng Ngự, chúng ta sẽ chạy vào bên trong khoảng 1 km nữa quý vị, thì mới đến các khu chợ như chợ thực phẩm, chợ rau, chợ cá thịt. Tất cả đều được bán riêng biệt và phân loại từng khu. Trước mắt quý vị là nhà lồng chợ thực phẩm. Ở đây bà con tiểu thương chỉ bán các loại thực phẩm như bánh kẹo nè, bách hóa tổng hợp, đường, đậu, muối, gạo. Hình như bên trong hơi vắng rồi quý vị. Sao nhìn chợ vắng quá vậy cô? Chụp cái nhà lồng chợ. Nhà lồng chợ con thấy rộng quá, mình sao mà vô cái trong. Vậy có ai đâu bán đó, đó vô quay phim chị. Người bán ngoài luôn. Dạ. Đó. Đó đó, đó mà lớn. Cái chợ này là vô duyên nhất đó. Dạ. Thì sáng giờ cô bán được không? Rồi làm công chuyện ai mua? Dạ. Đa số chị mình bán sỉ hết rồi. Bán sỉ đâu, bán lẻ. Bán lẻ hả? Ai đâu vô đây sỉ. Đây xây nhà lồng chợ thấy cũng rộng lắm nhưng mà. Đó rộng không? Dạ. Rộng lắm, mà mấy kiosk thì như là các bà con tiểu thương bỏ đi hết. Ai vô bán ở ngoài không à? Dạ. Bánh này làm nhà hả chị? Cái này em mua của người ta lại anh ơi. Dạ, rồi mình vô bọc mình bán hả? Dạ, vô bọc. Sao mình không ra ngoài chợ mình bán cho đông chứ em thấy chỗ đây sao vắng que vậy? Chợ, ở ngoài chợ chỗ nào có đâu bán anh. Ở ngoài là lô của người ta ở ngoài. Dạ. Mình ở trong thì bán ở trong anh. Dạ. Tại vì ở trong á bán không có được anh ơi. Nó trong ta đi ra ngoài chứ ta giờ ngoài. Rồi không thôi ta đi ngồi mấy ăn ta bán. Chứ trong bán không có được. Bỏ lô chứ. Bỏ lô nhiều dữ lắm luôn. Đây là bên ngoài chợ thực phẩm nè quý vị. Bên ngoài thấy cũng bán được hơn bên trong. Nhưng mà theo Hoài Linh thấy thì nó cũng hơi vắng người mua hơn. Bây giờ mình đi tiếp vào các khu chợ khác xem có đông không nha quý vị. Chào, quay xe bánh cô lên quá. Cô bán gì vậy? Bánh bò, bánh chuối chứ. Bánh bò, bánh chuối à, sáng giờ bán được không cô? Được, cũng bán được. Đây, xe bánh bò, bánh chuối của cô. Bánh chuối, bánh bột mì... Dè. Mì dè hả? Dạ, bột mì dè. Bánh chuối dừa, mì dè là mì gì vậy cô? Bánh trong rồi chú. À,
loại bánh trong nè. À, cái này là bánh mì dè đó, dạ. Tôi đưa lên con coi nữa coi. À, loại bột này nè, bánh trong. À, đó là bánh mì dè. Bánh bột mì dè. Rồi, ủng hộ cho cô luôn. Rồi. Có con mấy hộp đi, hộp bánh chuối. Hộp bánh mì dè gì đó. Rồi, hộp dạ. 10 ngàn nha. Dạ. Vậy ăn đi, quảng cáo lên truyền hình hay gì đây? Dạ. Dạ, bắt là truyền hình chắc con tôi coi, chắc con tôi thấy quá. Tôi mặn bánh này cũng mấy chục năm rồi đó. Nhà cô gần đây không? Ở bên Long Khánh đó chú. Long Khánh thì để qua đây bán hả? Dạ, qua 1 giờ khuya bán chợ đêm á. Dạ, bán chợ đêm rồi bán tới giờ luôn. Rồi, bán luôn. Mặn này bánh này cũng lâu rồi đó. Dạ, bao nhiêu năm rồi cô? Cũng mấy chục năm à. Rồi cái nuôi con này lớn hết trơn rồi, giờ cái chở lợ mặn nữa, bán nữa. Giờ con có vợ có chồng hết rồi, còn hai chồng già mặn bán. Đây là khu vực chợ rau. Nơi đây Hoài Linh thấy bán các mặt hàng như nông sản nè, rau củ. Đây là lá dứa, cổ qua, cà rốt đủ loại. Nay chợ bán được không cô? Quay ra nha. Không đắt ha. Giờ này bán chưa có đắt, chút xíu mới đồng rồi. Chút xíu nữa mới đồng nữa hả? Ờ, dạ. Tại vì giờ này kia tới giờ đi chợ nấu ăn sáng vậy đó. Bán thì bây giờ chút xíu mới đồng. Dạ, cảm ơn cô. Chứ cô mua lại không đắt ha. Dạ. Khu vực chợ rau bán rất nhiều đồ nông sản, không phải không quý vị? Dù cái nhà lồng chợ xây thấy rất lớn nha, nhưng mà bà con tiểu thương ở đây chỉ thấy là bán bên ngoài là nhiều nhất, vì cái lượng khách đi chợ dễ tiếp cận hơn, vì xe chạy ngang người ta mua nó tiện hơn là phải dừng xe lại và đi vào trong cái nhà lồng chợ. Còn phía bên đây là chợ Chòm Hỏm, người ta còn gọi vui là cái chợ trời. Một số bà con là đem đồ trồng ở nhà ra đây bán, chia theo từng khúm, mọi chòm hỏm thì có cái manh bao trải ra để hàng mình lên bán. Vì ở đây bà con chiếm lòng lề đường á, nên khi ban quản lý chợ đến thì dọn chạy có cờ. Chị bán đây lâu chưa chị? Chị bán đây lâu rồi. Dạ. 30 năm rồi. 30 năm hả? Mà còn không có bán không mà. Dạ. Vẫn cứ hoài luôn chứ. Bán mà. Chị hiểu đi. Dạ. Chị có bán củ kiệu với dưa không ạ? Có hai loại hả? Có bán gì nữa không? Má đi đâu dưa chứ mà. Dạ. Má này là dưa. Dưa đen lão cỏ. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Sáng giờ bán được không chị? Sáng giờ bán rồi. Bữa nay sáng giờ bán quá bán ấy rồi. Sáng giờ bán được không bà? Bán ấy quá ấy chú ơi. Ấy quá hả? Mà bán rau đồng không mà ấy hả? Dạ. Có nhiêu đây với này nè. Dạ. Bán cái này chậm quá. Nay trời lễ mà vẫn ấy hả bà? Dạ, lễ quá ấy là đâu anh. Dạ. Không biết chuyện này cái gì đó.
Rồi, để chị ăn đi. Hào điêu liền quá. Anh này giải điện lên đó. Đẹp chưa không? Đó. Này mình kêu đâu cao rém hả cô? Cao rém. Dạ. Làm tháp lên. Dạ. Cô bán đây lâu chưa? Nói không, mười mấy 20 năm nay rồi chú ơi. Dạ. Không có ốc gì hết trơn. Sáng giờ bán được không cô? Bán được, tay gai. Dạ. Ai được rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Bao nhiêu một ký? Ký thôi có 20 và cái này 50, cái này 20. À. Cái 5 cái 2. Dạ. Rồi, đẹp như ý luôn ha. Cảm ơn cô. 25 ngàn. Thưa quý vị, đến đây kênh Chợ Quê xin kết thúc buổi đi chợ rau Hồng Ngự. Hẹn quý vị và các bạn xem tập tiếp theo cùng kênh Chợ Quê để tham quan khu chợ cá của thị xã Hồng Ngự nhé. Quý vị và các bạn xem thấy hay thì hãy like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Và luôn tiện nhấn cái chuông đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh Chợ Quê nhé quý vị. Bye bye và xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.